Bạn đến với QV Vlog nhá. Hôm nay chúng mình sẽ làm một món gọi là món ốc trộn siêu cay khổng lồ. Đấy. Trời ơi, đây trong này các gia vị của mình đây, các bạn thấy không? Xem tôi đã chảy hết nước miếng rồi. Không có. Chanh này, ớt này, sả. Thì đây, hành. Hành khô. Và đặc biệt không thể thiếu tỏi. Nước mắm và nước mắm ớt. Đường. Đường. Đây, đây là đĩa ốc siêu to khổng lồ, thật ra nó cũng không to lắm. Hoa quả. Xoài xanh này. Tía tô. Rất đẹp. Ok. Đây bạn Quân sẽ đổ nước sốt trộn vào. Wow. Cái đấy. Anh Quân của chúng tôi chuyên trộn bữa. Đây bạn Quân rất đẹp dai. Toàn đi trộn bữa chẳng mới ghi được trộn ốc. Em thấy đũa em trộn đều lên. Trộn lên các bạn ạ. Các bạn thấy không? Mình chảy hết nước miếng rồi. Mưa rồi. Cay lắm. Nó nhiều ớt luôn. Trộn đều lên em. Mời các bạn cùng mình nhá. Quần thế nào? Hương ngọt đẹp lắm. Cái này đen, từng miếng. Có giòn không? Có giòn không? Ốc này nãy ngâm đá thì chắc là rất là giòn đấy. Sao? Dù thích nhỉ? Phu gắp cả rau vào. Đấy, mời mọi người ăn cùng mình nhá. Ngâm giòn. Ngâm thơm. Làm quả dô cái nhở? Mời các bạn nhá. Dô. Dô bình đội tuyển Việt Nam. Ừ, ngon. Cái này, cái này. Anh Khánh, ăn đi anh Khánh. Được của nó ạ. Thơm quá. Chị Nè ơi. Anh Khánh, ăn đi anh Khánh. Quá. Để lại ngồi. Hả? Bắt con rồi. Hả? Anh Khánh thấy thế nào? Để đạn à? Anh bị đạn à? Để các anh em cùng làm. Còn đây. Chưa siêu cay lắm. Ăn được gì ạ? Siêu cay của bộ. Nhưng mà sợ cay quá thì mọi người lại không ăn được. Thế nào, thế nào? Các phú ăn mạnh lên. Bút chỉ. Cái xiên kìa. Cái xiên kìa. Cái xiên kìa. Cái xiên kìa. Bây giờ anh em mình phải ăn nữa nhá. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.